Hello mọi người nhé. Hôm nay hướng dẫn để mọi người có thể ẩn được cái tên wifi của nhà mình. Có một số khi lưu ý khi mà anh em thực hiện ẩn cái wifi của nhà mình. Lưu ý. Đây là khi anh em sử dụng camera. Sử dụng cái camera không dây thì anh em không thể nào mà ẩn được, không thể ẩn được. Wi-Fi trừ trường hợp là anh em kéo dây LAN nhá. Anh em kéo dây LAN này. Thì cái ưu điểm của việc ẩn wifi đơn giản là người khác sẽ không nhìn thấy. Wifi của nhà mình, ví dụ trong cái trường hợp này đấy, có cái bài viết từ năm 2019, hàng xóm dùng chùa wifi nhà tôi cả năm nay. Đấy. Rất nhiều ý kiến phản hồi là bạn đổi lại mật khẩu xem cô vợ còn hỏi hay không, hoặc là thiếu gì cách để chôn lại, cứ xét địa chỉ IP cũng như đấy, rất nhiều những cái câu trả lời. Tuy nhiên ấy, thì cái việc ẩn wifi này nó tránh được những cái rắc rối sau này cho nhà mình. Cái bước đầu tiên thì anh em thực hiện là truy cập vào cái địa chỉ IP của modem nhé. Tất cả những cái wifi là đều có cái địa chỉ IP với lại cái username với lại cái password ở cái mặt sau của wifi này, thì anh em thực hiện lấy ở đằng mặt sau wifi. Đây, bước đầu tiên này, anh em truy cập cái địa chỉ 192.168.1.1, bấm Enter. Thông thường khi mà anh em vừa mới kết nối lần đầu tiên để truy cập vào cái địa chỉ này thì cái trang web của mình nó sẽ cảnh báo cho anh em là nó không cho truy cập vào sâu. Thì anh em kích vào cái Advanced này, anh em kéo xuống và chọn vào cái kết nối đến 192.168.1.1 ở đây. Đây anh em bấm. Ở trên điện thoại thì anh em cũng làm tương tự. Admin password này. Password thì nó cũng là mặt sau của wifi thôi. Tìm cái password đó. Password là VTGR912F7578. Anh em lưu ý này, lưu ý khi đăng nhập nhé. Đây là một số máy tính điện thoại sẽ cảnh báo cái truy cập như vừa mới lúc nãy. Cái thứ hai là tên đăng nhập và mật khẩu. Tên đăng nhập và mật khẩu thì nó phân biệt là rõ ràng cái chữ hoa, chữ thường và số. Ví dụ là cái admin nhé, là cái admin như thường như này, nó không có viết hoa. Chữ A hoa này là sai này, hoặc là tất cả đều là A, chữ hoa này là cũng sai này. Admin là chữ thường. Và cái password nó sẽ bắt đầu bằng password thường là chữ hoa, chữ thường và số. Đa phần là toàn chữ hoa, một số nó có sẽ có chữ thường. Anh em lưu ý là đánh đúng cái chữ hoa, chữ thường và số mặt sau. Đây, mặt sau này. Đó. Ok. Anh em bấm login nhé, login đây.
Ở trong phần language này thì anh em có thể chọn tiếng Việt để cho nó dễ dàng hơn này. Chọn Wi-Fi, thiết lập Wi-Fi này. Đây, nó có cái mục ẩn SSID này. Nếu mà tiếng Anh ấy thì anh em cũng vào tương tự nhé. Anh em chọn vào Wi-Fi này, Wi-Fi 2.4. Ở đây là Wi-Fi 2 băng tần cho nên là nó có hai cái băng tần ở đây, Wi-Fi 2.4 với Wi-Fi 5G này. Chỗ access point setting enable wireless tức là chúng ta tắt hết cái Wi-Fi. Đấy, nó sẽ không hiện lên nữa. Chỗ cái SSID 1 này anh em kích vào là cũng tương tự như cái enable wireless này thôi, nó cũng sẽ là không có cái hiện tên cái wifi này nữa. Nhưng mà nếu mà ẩn thì anh em chọn vào đây này, giống như kiểu word, đây là ẩn, anh em kích lên xong bấm apply. Ở trong cái mục ẩn này thì anh em lưu ý là cái tên Wi-Fi thì anh em phải nhớ lại nhé. Đây là chữ B hoa này, chữ O thường này, có một cái khoảng cách ở đây. Đây, ở trên điện thoại là đang kết nối đến cái bom bom này và sẽ thực hiện ẩn nhé. Đây. Đây mình sẽ kích vào đây, mở nó lên này, chặn lại đi, đây bật nó lên này, xong bấm apply. Khi mà bấm apply xong ấy thì anh em sẽ thấy nó mất ở trên điện thoại này. Khi mà nó ẩn rồi thì anh em phải bắt buộc về bấm thêm mạng, kích là đúng ký tự nhé, bom bom này. Ở đây chúng ta không dùng bảo mật cho nên chọn không dùng, bấm lưu lại. Đấy, như vậy là chúng ta đã ẩn thành công được cái tên wifi của nhà mình.